Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km và có khả năng cao, mạnh lên thành bão số 7. Đến 19 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h giờ cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, sóng mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau là bão, vùng biển phía tây của khu vực biển Bắc biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8 từ cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Trên vùng biển ngoài khơi khu vực Quảng Bình tới Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 6 từ cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Như vậy là theo những dự báo mới nhất thì bão số 7 sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 9 tháng 10. Sau đó gặp không khí lạnh, bão sẽ đổi hướng di chuyển thành hướng Tây Nam, quay đầu trở lại để đổ bộ vào khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do vậy, bà con các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Bình cần liên tục cập nhật diễn biến về bão, có thể chủ động ứng phó. Còn sau đây là tin cảnh báo bão sớm về cơn bão số 8. Tối qua, vùng áp thấp 93W trên khu vực vùng biển Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến ngày kia mùng 10 tháng 10, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, sau đó sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc tiến vào khu vực Bắc Biển Đông trong ngày 12 để trở thành cơn bão số 8 của nước ta. Hiện theo mô hình mới nhất thì bão số 8 có khả năng sẽ đổ bộ vào Bắc Bộ hoặc Bắc Trung Bộ trong tuần sau. Thông tin về cơn bão này sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh. Trên đất liền trong ngày hôm nay, với xu hướng nâng trục chậm của áp thấp nhiệt đới, nên ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông từ Quảng Bình tới Bình Định, Kon Tum và Gia Lai, khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi và Kon Tum lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các sông ở Quảng Bình, từ Thiên Huế, Quảng Nam và Gia Lai từ mức báo động 1 đến trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính ở Bình Định dưới mức báo động 1. Từ đêm nay khi bão số 7 di chuyển lên phía Bắc, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên. Với khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu sự ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì thế mà trong ngày hôm nay cũng tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, với lượng mưa trung bình phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh thuộc cả hai khu vực hầu hết đều chỉ ở ngưỡng từ 28-31 độ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên có nơi nhiệt độ chỉ khoảng từ 23-25 độ. Các tỉnh miền Bắc trong hôm nay vẫn ít mưa, ngày trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 32-34 độ, có nơi cao hơn. Sau đó từ ngày mai tới ngày 12 tháng 10, khi bão số 7 mạnh lên và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, thì miền Bắc và phía Bắc của Trung Bộ sẽ bắt đầu một đợt mưa to đến rất to. Diễn biến mưa lớn ở cả hai khu vực này trong những ngày tới sẽ rất phức tạp. Khi ngay sau đó có thể tiếp tục hứng chịu thêm ảnh hưởng của bão số 8, người dân tại các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.